Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của ca sĩ Lý Hải. Lý Hải là một ca sĩ được biết đến từ năm 1993, nhưng thật sự nổi tiếng từ năm 2001 sau khi hợp tác với người quản lý Vĩnh Thuyên. Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1968 tại thị xã Mỹ Tho thuộc tỉnh Mỹ Tho, Tiền Giang, là một người ca sĩ. Bước chân vào lĩnh vực ca hát từ năm 1993, nhưng tên tuổi của anh chỉ thật sự thành danh khi hợp tác với người quản lý Vĩnh Thuyên cho ra đời series album Ca Nhạc Trọn Đời Bên Em vào năm 2001. Với thành công của loạt album này, Lý Hải đã thành công xây dựng thương hiệu cho riêng mình và trở thành một trong những ca sĩ ăn khách nhất thời điểm bấy giờ, đặc biệt là đối với khán giả miền Tây Nam Bộ. Lý Hải là con út trong một gia đình có 8 anh chị em, tham gia rất nhiều hoạt động văn nghệ của trường. Khi còn học phổ thông, đến năm lớp 11, anh đăng ký dự thi và trúng tuyển vào lớp diễn viên kịch do Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tổ chức tại Mỹ Tho. Năm 1987, anh chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để theo học tại trường. Trong thời gian học, Lý Hải có điều kiện làm quen với ca hát bằng việc tham gia các đội xung kích của trường và từng được đạo diễn Xuân Phước giới thiệu đi hát tại một số tụ điểm. Sau khi học xong, Lý Hải lâm vào cảnh thất nghiệp do vào thời điểm đó, kịch nói đang ở trong giai đoạn xuống dốc vì thiếu vắng khán giả. Năm 1991, anh trở thành diễn viên đoàn kịch nói trẻ. Nhưng không lâu sau, Lý Hải trở về quê để đi học nghề may rồi quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, Lý Hải học thanh nhạc với sự hướng dẫn của các giáo viên trong Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Năm 1993, anh chuyển hẳn sang lĩnh vực ca hát và quyết tâm trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Thời gian đầu, Lý Hải cùng hai người bạn là Hữu Bình và Hữu Thượng lập một nhóm nhạc, nhưng hợp tác 2 năm thì nhóm tan rã. Liên tục đi hát tại một số tụ điểm, kể cả những tour diễn tại thủ đô Hà Nội. Anh chuyển sang phong cách hát đơn, có múa phụ họa và bắt đầu được khán giả biết đến với ca khúc Trọn Đời Bên Em, Người Yêu Hỡi. Năm 2000, Lý Hải gặp Vĩnh Thuyên, người trước đó từng là quản lý cho ca sĩ Phương Thanh và được người này giúp định hình lại phong cách âm nhạc. Từ chỗ chỉ tập trung vào những ca khúc sôi động sang hát cả sôi động lẫn nhạc trữ tình. Sau đó, Vĩnh Thuyên chính thức trở thành người quản lý cho Lý Hải. Thời gian này, với những ca khúc đa phần là nhạc hoa lời Việt như Phút Biệt Ly, Khi Người Đàn Ông Khóc, Liều Thuốc Cho Trái Tim, tên tuổi của anh đã bắt đầu được khán giả chú ý đến nhiều hơn. Năm 2010, Lý Hải cho ra mắt album Trọn Đời Bên Em Vol. 10. Đây được coi là album sau cùng để kết thúc series album Trọn Đời Bên Em được thực hiện kéo dài đã 10 năm. Ngoài ca hát, Lý Hải còn được biết đến với sở thích sưu tập xe hơi và đam mê tốc độ. Năm 2005, anh từng bị tạm giam tại Hoa Kỳ vì lỗi chạy xe quá tốc độ và không có giấy phép lái xe tại nước này. Anh đã phải nộp phạt số tiền bảo lãnh tại ngoại và tiền phạt tương đương khoảng 10 triệu đồng. Những năm gần đây, mọi người biết đến Lý Hải với vai trò mới là chính là đạo diễn. Dù là tay ngang lấn sân điện ảnh, nhưng Lý Hải không sợ thua lỗ. Với sự ủng hộ từ người vợ của mình là Minh Hà, nam ca sĩ đã từng bước khẳng định khả năng làm phim của mình. Lý Hải lần lượt cho ra mắt loạt phim Lật Mặt 1, Lật Mặt 2, Phim Trường, Lật Mặt 3, Ba Chàng Khuyết, Lật Mặt 4, Nhà Có Khách và sắp tới là Lật Mặt 48 giờ. Sau lần đầu đá chéo sân, nhiều người e ngại với khả năng làm đạo diễn của Lý Hải. Nhưng sau thành công ngày càng vang dội, ai nấy cũng đã đổi thay quan điểm của mình. Mỗi một bộ phim của Lý Hải cho ra rạp lại thu hút doanh thu khủng, đặc biệt là Lật Mặt 4, Nhà Có Khách, đem về doanh thu cao nhất mọi thời đại. Phim của anh còn được công chiếu tại nhiều nước khác trên thế giới. Lật Mặt được xem là chuỗi phim điện ảnh dài kỳ hiếm hoi của Việt Nam, có thể giữ chân khán giả xuyên suốt 4 mùa phim. Lý Hải có cách làm phim không giống với những đạo diễn khác. Tìm kiếm nhân vật cho phim của mình là những gương mặt trẻ và có chút lạ mắt. Anh có phong cách làm phim bước ra từ vùng an toàn và nói không với chiêu trò, vì vậy mà tạo nên dấu ấn riêng không hòa lẫn trong làng phim điện ảnh Việt. Ngoài được biết đến là một ca sĩ kỳ cựu, Lý Hải còn được mọi người ngưỡng mộ với một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ hiền xinh đẹp Minh Hà. Lý Hải và Minh Hà là cặp đôi đẹp và quyền lực nhất nhì showbiz hiện giờ. Tình yêu giữa họ là sự kết tinh từ sự chân thành, đồng cảm, dù có cách nhau hơn 17 tuổi cũng không là rào cản. Cả hai lần đầu gặp nhau vào năm 2002, khi Minh Hà là sinh viên năm nhất. Lúc ấy, ngoài đi học, cô còn là diễn viên tự do, tình cờ đi casting trong phim ca nhạc của Lý Hải. Được nhận làm vai chính trong MV Kiếp Phong 3,
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nam ca sĩ đã dành nhiều thiện cảm cho bà xã của mình vì nét dịu dàng, hiền hậu của cô. Sau lần hợp tác đó, cả hai vẫn bắt tay nhau trong một vài dự án khác. Và sau những lần làm việc cũng như tiếp xúc, Minh Hà nhận thấy Lý Hải là một người đàn ông có trách nhiệm, nghiêm túc, đứng đắn và hiền lành. Tình yêu dần nảy nở theo cách nhẹ nhàng nhất, từ đồng nghiệp thành người yêu, sau đó thành vợ chồng và lần lượt chào đón bốn thiên thần nhỏ. Hơn 15 năm, hôn nhân trong hạnh phúc. Trong showbiz hết đôi này đến đôi kia hợp rồi tan thì Lý Hải Minh Hà vẫn như vợ chồng son, yên ấm, vui vẻ. Cặp đôi chính là biểu tượng hạnh phúc của showbiz Việt, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Lý Hải từng thổ lộ, tài sản lớn nhất của vợ chồng anh sau hơn 10 năm chung sống không phải là nhà lầu, xe hơi, mà chính là bốn thiên thần nhỏ của mình. Tôi nghĩ cuộc sống hiện tại đã tương đối đầy đủ, tiền bạc cũng có, danh tiếng cũng có, thì tất nhiên điều vô giá nhất vẫn là các con. Trở về nhà, các con chạy lại ôm chân vào gọi cha. Những giây phút đó thì cho dù là căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến, anh chia sẻ. Các con của Lý Hải dù sinh ra trong gia đình có điều kiện, nhưng được bố mẹ giáo dục cách tự lập từ nhỏ. Nam ca sĩ và vợ chọn cách tôn trọng sở thích và sự lựa chọn của các bé, thay vì bắt ép chúng theo ý mình. Bốn nhóc tì nhà Lý Hải Minh Hà càng lớn càng kháu khỉnh đáng yêu. Các bé còn được bố mẹ rèn luyện việc tự chăm sóc lẫn nhau trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều năm qua, họ luôn được xem là gia đình kiểu mẫu trong showbiz. Minh Hà, bà sĩ Lý Hải, từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Sau kết hôn, cô lui về phía sau làm hậu trường để chồng chuyển sang vai trò sản xuất, đạo diễn phim. Cặp đôi thường xuyên đưa các con đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Đây cũng chính là cách mà vợ chồng Lý Hải muốn các con được tự do khám phá, trải nghiệm môi trường sống ở bên ngoài sau những giờ học tập ở trường. Trong showbiz, gia đình anh cũng được nhiều đồng nghiệp quý mến vì sự gắn kết và luôn tôn trọng giá trị của tình thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.